Đền Đô, lịch sử và huyền tích. Di tích Đền Đô nằm gần quốc lộ 1A trên địa phận làng Đình Bàng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cách thủ đô Hà Nội khoảng 16 km về hướng Bắc. Đây là ngôi đền linh thiêng của Việt Nam và thường xuyên đón tiếp những vị nguyên thủ quốc gia cùng nhân dân cả nước về đây dâng hương tưởng niệm mỗi khi Tết đến xuân về. Đền Đô cũng đón tiếp hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan chiêm ngưỡng. Đền Đô là nơi thờ tự 8 vị vua nhà Lý từ Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đến Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Đây cũng vừa là di tích lịch sử, vừa là một danh lam nổi tiếng của đất Kinh Bắc. Thế thì vì sao lại gọi là Đền Đô thì mời quý vị hãy ngược về quá khứ. Năm 1028, vua Lý Thái Tổ băng hà, ngày 3 tháng 3 năm Mậu Thìn, con trưởng là vua Lý Thái Tông, cùng nhân dân địa phương đã chọn đất lập đền thờ vua Lý Thái Tổ gọi là Đền Đô, tức là để tưởng nhớ người viết chiếu dưới đô. Về sau, đền được mở rộng thờ 8 vị vua nhà Lý, cho nên còn gọi đền thờ này là đền Lý Bát Đế. Riêng Lý Chiêu Hòa là vị vua thứ 9 của nhà Lý được làng lập đền thờ riêng, cũng ở ngay trên quê hương Đình Bàng. Năm 1605, khi trùng tu Đền Đô, tiến sĩ Phùng Khắc Khoan, tức là Trạng Bùng, đã soạn bia đá dựng ở đền, trong bia có đoạn viết: "Dẫu thời vận đã hết, công đức Lý Triều phải được duy trì để người nước Nam đời đời ghi nhớ. Dân nước Nam ghi nhớ công đức ấy phải dựng lại đền thờ cúng xuân thu tứ thời bát tiết, hưởng lộc muôn đời." Trong kháng chiến chống Pháp thì đền đã bị tàn phá và được trùng tu từ khoảng năm 1989-1990. Kiến trúc hiện nay của đền với quy mô chia làm hai khu vực nội thất và ngoại thất. Nội thất là nơi đặt bài vị và tượng các vua Lý, ngoại thất bao gồm nhiều nhà với lối kiến trúc cổ, uy nghi, có nhà bia, nhà múa rối nước, có hồ bán nguyệt, chiếm một diện tích rộng 31.250 m², bao gồm 21 hạng mục công trình xây dựng kiến trúc độc đáo, chạm khắc tinh vi và hoàn thành vào tháng 11 năm 2005. Đền Đô còn giữ nhiều cổ vật quý giá, nhiều tài liệu lịch sử quan trọng, đặc biệt là tấm bia cổ do Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan soạn vào năm 1602. Xung quanh đền, đương nhiên rồi, có nhiều cây trồng kỷ niệm của các vị lãnh đạo đảng và nhà nước, các vị khách quý trong và ngoài nước tự tay trồng lấy. Thế thì lễ hội Đền Đô được tổ chức hàng năm vào các ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ vua Lý Thái Tổ lên ngôi 15 tháng 3 năm Canh Tuất 1010, được gọi là lễ hội Đăng Quang. Vào những ngày này thì nghi lễ tiến hành rất trang nghiêm chu đáo, số người tới tham gia lễ hội có khi đến hàng chục ngàn người. Đầu tiên là lễ rước kiệu, sau đó là lễ tế và cuối cùng là lễ dâng hương. Sau lễ, đương nhiên rồi, là đến hội, cũng diễn ra hết sức sôi nổi trong suốt 3 hôm với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như là đấu vật, thi thơ, chọi gà, cờ người, chơi đu, thi nấu cơm, thi thả chim, đấu vật, hát quan họ, hát chèo. Những trò chơi dân gian trong khoảng 10 năm trở lại đây thì ban tổ chức Đền Đô có bổ sung thêm các trò chơi mới như là kéo chữ, kéo co, đánh bóng chuyền, cầu lông, hát chống quân, cướp cầu. Sau đó thì người tham gia lễ hội còn có thể đi thăm viếng các di tích lịch sử trên quê hương Đình Bảng có liên quan đến triều Lý như là chùa Kim Đài, Thọ Lăng Thiên Đức, chùa Ứng Tâm, đền Rồng, đình Đình Bảng. Lễ hội Đền Đô hàng năm là dịp để người dân của làng tưởng nhớ đến công đức của các vị vua triều Lý và đương nhiên rồi cũng là dịp để nghỉ ngơi vui chơi thoải mái sau một năm lao động vất vả. Đây cũng là dịp để cầu xin các vua linh thiêng phù hộ cho cả làng được một năm mới ấm no hạnh phúc. Tìm với lễ hội Đền Đô vào dịp đầu xuân chính là dịp để chúng ta được trở về với cội nguồn, sống lại những giây phút thiêng liêng, giao hòa của con người với đất trời và hơn thế nữa là để bày tỏ lòng thành kính đối với các vị vua triều Lý, những người đã có công lao to lớn trong việc tạo dựng nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Thế thì đương nhiên rồi, Đền Đô ở vùng đất quan họ Bắc Ninh là nơi phát tích và thờ phụng vua Lý Thái Tổ, người sáng lập cơ nghiệp nhà Lý, một triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến. Ở thời đại trị vì của mình, một trong những công tích lớn nhất của nhà vua là việc rời đô ra thành Thăng Long, biến nơi đây thành thắng địa, thành mảnh đất rồng sau này. Xung quanh vua Lý Thái Tổ thì tồn tại rất nhiều huyền tích mờ ảo, mang đậm sắc thái tâm linh. Cũng như ở Đền Đô thì những trùng hợp kỳ lạ không chỉ xuất hiện một lần, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị một số tư liệu cổ để cùng tìm hiểu về di tích thú vị này. Lý Công Uẩn, vị vua nhiều huyền tích, ông sinh năm 974, mất năm 1028, là người khai mở 9 đời vua nhà Lý. Ông là vị vua có nhiều công trạng với nước với dân khi xây dựng một triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến và tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Quanh mệnh đế vương của vị vua đầu triều Lý, không chỉ trong sử sách mà cả dân gian đều truyền tụng rất nhiều điềm báo dự đoán về hậu vận sáng rõ cho ngôi vị đế vương.
Lý Công Uẩn thì là người có xuất thân mờ ảo không rõ ràng, tự trung lại đều cho rằng ông là con của thần. Đương nhiên rồi, các vị vua thì đương nhiên đều có các huyền thoại đi theo để tăng thêm cái tính uy vũ cho dân chúng. Tương truyền thì mẹ ông là bà Phạm Thị Ngà, người làng Hoa Lâm, làm thủ hộ của chùa Tiêu, quyền quét sân, làm vườn và lo việc nhang đèn. Một hôm đi chơi gặp thần, hai bên giao hòa và sau đó bà về nhà ngẫu hợp có thai, sinh vua vào năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình, năm thứ 5, năm 974, thời nhà Đinh. Sự đầu thai thì đã nhuốm màu thần bí, rồi sự chào đời của Lý Công Uẩn cũng vậy. Sử chép rằng sau khi có thai, bà Ngà không ở lại chùa cũ được nữa, phải nương nhờ ở chùa Ứng Tâm cũng thuộc Bắc Ninh ngày nay. Một hôm, vị sư trụ trì được báo mộng là ngày mai phải đón vua. Hôm sau, giấc mộng ứng nghiệm khi bà Ngà sinh con. Lý Công Uẩn lúc mới ra đời thì khôi ngô tuấn tú, bàn tay phải có chữ Sơn Hà, bàn tay trái có sự xã tắc đều đỏ như son. Sau khi hạ sinh thiên tử, bà Phạm Thị Ngà mất đột ngột ở khu rừng rậm vùng cổ Pháp, mộ được mối đùn cao 7-8 thước. Theo quan niệm người xưa, nếu mà mộ của thân quyến nhà ai mà được mối kiến đùn tạo thành thì thường đó là ngôi mộ báo hiệu sự phát vương, phát đế cho con cháu. Như vậy thì có thể thấy rằng toàn bộ câu chuyện xoay quanh vị vua khởi triều nhà Lý này đều nhuốm màu thần bí, thể hiện khí phách, hoài bão, sự nghiệp khác thường đã được báo trước. Thực chất thì theo nhiều nghiên cứu của một số chuyên gia thì người sinh thành ra nhà vua chính là Sư Vạn Hạnh. Đây là vị thiền sư nổi tiếng tham gia việc triều chính dưới thời Lê, sau này góp công lớn vào việc lên ngôi của Lý Công Uẩn. Nghi vấn này thực ra thì không phải không có lý đâu nhé, bởi vì chính thiền sư Vạn Hạnh chứ không phải là ai khác, là người đã trực tiếp dạy dỗ từng bước đưa cậu bé họ Lý tiếp cận với công việc triều đình. Cần nhớ rằng năm 17 tuổi, sau một cuộc thi võ với nhiều cao thủ sừng sỏ ở nhiều vùng miền, Lý Công Uẩn đã xuất sắc giành ngôi quán quân, sau đó trở thành điện tiền chỉ huy sứ, tương tự như là chức quan đứng đầu cấm vệ quân dưới thời vua Lê Đại Hành. Nếu không có sự dạy dỗ nghiêm cẩn của thiền sư cả về võ về văn thì có lẽ Lý Công Uẩn đã không đạt được thành tựu sớm đến thế. Sự có lý thứ hai trong nghi vấn này là việc gửi gắm Lý Công Uẩn cho thiền sư Lý Khánh Văn nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Chúng ta cần biết rằng sư Lý Khánh Văn chính là em ruột của sư Vạn Hạnh. Sư Khánh Văn cũng rất giỏi, có điều ông không tham gia triều chính như anh mình mà thôi. Có thể thời điểm này sư Vạn Hạnh còn bận trăm công ngàn việc, hơn nữa mang theo một đứa trẻ sơ sinh lên đất Kinh Kỳ, chưa kể việc người nhà chăm sóc là một sư cũng có một điều bất tiện. Vì vậy, việc nhờ người em mình tài giỏi không kém mình nuôi dưỡng đứa trẻ là một bước đi đúng đắn của sư Vạn Hạnh. Với sự kèm cặp ban đầu của sư Khánh Văn thì Lý Công Uẩn được rèn luyện một tư chất tốt, sẵn sàng chuẩn bị để theo sư Vạn Hạnh tham gia triều chính bất cứ lúc nào. Sáng lập Kinh Đô Rồng, được cái sự rèn rũa của hai vị thiền sư xuất chúng, đương nhiên Lý Công Uẩn lĩnh hội được nhiều điều bổ ích. Tuy thế, bản thân ông được đánh giá là người vừa có tài vừa có đức, được lòng cả vua và triều thần. Theo tài liệu ghi chép, Lý Công Uẩn phụng sự ba triều đại nhà Lê đều hết lòng, hết sức giúp dân giúp nước, không màng tư lợi. Lòng trung của ông được thể hiện ngay cả trong chinh biến năm Ất Tỵ 1005. Bấy giờ Lý Công Uẩn vẫn là người cầm đầu cấm vệ quân. Sau khi vua Lê Đại Hành mất, các hoàng tử lao vào cuộc chiến tranh giành ngôi báu. Sau 8 tháng chiến tranh, có tiềm lực mạnh nhất thì thái tử Long Việc lên ngôi, tức là vua Lê Trung Tông. Tuy nhiên, vị vua này ngồi ngai vàng chỉ được 3 ngày thì bị em trai là Lê Long Định sát hại. Mất vua thì quan quân chạy trốn như ong vỡ tổ. Chỉ riêng Lý Công Uẩn không hề sợ hãi, mà cứ ôm xác vua Trung Tông mà khóc than thương xót. Hành động này khiến cho vua Lê Long Định cũng phải cảm động, khen là người trung nghĩa. Vì thế sau khi lên ngôi, Long Định đã không trị tội mà còn phong cho Lý Công Uẩn làm tứ xương quân rồi tả tướng quân, có binh quyền khá lớn trong tay. Năm 35 tuổi thì nhà vua lên ngôi lấy hiệu là Lý Thái Tổ, mở ra triều đại thịnh trị kéo dài hàng trăm năm. Trong rất nhiều công trạng đối với vương triều của mình, một đóng góp quan trọng bậc nhất của Lý Thái Tổ chính là việc rời đô từ Hoa Lư về Đại La, tức là Thăng Long sau này. Trong bản Thiên Đô Chiếu, tức là chiếu rời đô nổi tiếng, nhà vua đã nói: xem khắp nước Việt chỉ có nơi này, ý chỉ thành Đại La là thắng địa, thực là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư muôn đời. Với tư duy đó về mảnh đất sẽ chọn để đóng đô, Lý Thái Tổ thể hiện tầm nhìn xuyên suốt thời gian. Nhà vua nói: thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất được thế rồng cuộn hồ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng đất này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ, thấp trũng tối tăm, mọi vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Ý vua đã quyết, lòng dân như một. Tháng 7 năm Canh Tuất, tức là năm 1010, Lý Thái Tổ cùng triều thần rời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Tương truyền thì khi thuyền vừa cập bến ở chân thành, vua bỗng thấy rồng vàng hiện lên trên thuyền ngự, do đó đổi tên là thành Thăng Long. Cái thế rồng bay lên thể hiện khí phách của nhà vua, cũng là mở đầu cho sự phát triển rực rỡ của cổ nhân người Việt từ buổi đó, tồn tại cho đến hàng nghìn năm sau này. Đền Đô là nơi thờ phụng 8 đời vua.
Đền Đô thì tọa lạc ở làng Đình Bảng, Từ Sơn Bắc Ninh, nguyên là Thái Miếu nhà Lý do Lý Thái Tổ khởi dựng năm 1019. Năm 1030, Thái Miếu được Lý Thái Tông nâng cấp mở rộng thành đền thờ Lý Thái Tổ. Năm 1602, vua Lê Kính Tông đã trùng tu xây dựng Thái Miếu với một quy mô lớn, thờ 8 vị vua triều Lý, lấy tên là Cổ Pháp Điện, dân gian vẫn quen gọi là đền Lý Bát Đế. Đền Đô thì có kiến trúc nội công ngoại quốc, được xây dựng thành hai khu nội thành và ngoại thành với tổng diện tích 31.250 m², được bao bọc bằng một bức tường thành cao 2,3 m, rộng 0,9 m. Đền Đô được bố cục hài hòa, bề thế với 21 hạng mục công trình kiến trúc độc đáo và chạm khắc tinh xảo gồm nhà chuyển bồng, nhà tiền tế, nhà phương đình, vương mẫu tử, nhà để ngựa thờ, văn chỉ, võ chỉ, năm cửa rồng. Phía trước năm cửa rồng, Ngũ Long Môn là hồ Bán Nguyệt có diện tích 9.500 m². Ở giữa hồ có nhà thủy đình vuông vức, hai mái chồng uốn lượn hài hòa giữa một không gian thoáng đãng. Qua năm cửa rồng sẽ tới sân đền lát đá dẫn vào nhà phương đình tam mái rồi đến nhà tiền tế. Chém bức hoành phi Cổ Pháp Triệu Cơ, đất Cổ Pháp là nơi mở đầu sự nghiệp vương triều Lý. Tiếp đến là hai nhà vuông, tám mái chồng dẫn vào hậu đô Cổ Pháp Điện gồm 7 gian hình chữ công. Hiện giờ đền Đô mà chúng ta đang xem là đền Đô được phục dựng lại, nhưng mà theo một số nhà nghiên cứu thì gần như là khớp với nguyên bản. Cổ Pháp Điện là công trình chính của đền Đô, được xây dựng hoành tráng, trang nghiêm, đặt các pho tượng 8 vị vua triều Lý. Nội thất đền Đô được bài trí chi tiết, đồ thờ phong phú. Tượng các vua ở hậu đô, hương án, bài vị, hoành phi, câu đối, sập và mâm thờ đều được sơn son thép vàng rực rỡ. Ngựa thờ thì có đủ áo giáp may theo rất công phu, lục lạc đồng sáng loáng. Đình đồng, bình hương, trống chiêng đều bề thế. Theo tài liệu ghi lại thì đền Đô là nơi thờ các vị liệt thánh hoàng đế triều Lý, nơi thánh địa bậc nhất Kinh Bắc. Đất gối đầu của 8 con rồng, hình tượng đẹp, muôn hình, muôn vẻ, vượng khí. Người ta cho rằng khí thiêng luôn hội tụ ở đất này. Do đó là Thái Tổ Lý Công Uẩn đã chọn nơi đây để xây dựng Thái Miếu của nhà Lý thờ tổ phụ dòng họ mình. Khi Thái Tổ qua đời, nhân dân thờ ông ở đây, về sau mở rộng thờ 8 vị vua nhà Lý. Trong lịch sử thì 8 vị vua của triều Lý đã trị vì đất nước trong thời gian 214 năm. Theo một số quan niệm thì thời gian trị vì này ứng hợp một cách thú vị với 214 chữ trong chiếu giới đô của Lý Thái Tổ. Đương nhiên đây là một cái sự trùng hợp mà mọi người cố xây dựng lên để cho có tính linh thiêng mà thôi. Người kế vị cuối cùng của triều Lý, tính chính xác là đời thứ 9 là vua nữ Lý Chiêu Hoàng. Tuy nhiên, bà chỉ làm vua 2 năm rồi nhường ngôi cho Trần Cảnh mở ra thời đại nhà Trần. Đúng ra là 216 năm, nhưng vì để cho trùng với 214 năm, người ta bỏ mất 2 năm của vua Lý Chiêu Hoàng. Sau này, nhân dân thờ bà Lý Chiêu Hoàng ở đền Rồng Nhỏ thuộc phía Tây của Hương Cổ Pháp. Đây là sự giao hòa giữa tâm linh và hiện thực, bởi vì bắt đầu từ triều Lý thì hình ảnh loài rồng được sử dụng rộng rãi, tượng trưng cho sự có mặt của thiên tử. Điều đó tiềm ẩn cái ý thức về cội nguồn con rồng cháu tiên của người Việt, là biểu tượng của quốc gia phong kiến Đại Việt được xây dựng trên gốc nền văn minh nông nghiệp lúa nước tại châu thổ sông Hồng. Có lẽ vì thế mà khí thiêng hội tụ ở mảnh đất thờ vua. Một nhà nhiếp ảnh trong lần về thăm đền Đô đúng ngày lễ hội 15 tháng 3 đã chụp được ảnh Bát Đế Vân Du, tức là hiện thực hóa biểu tượng rồng thiêng ghi lại 8 áng mây trắng cùng một dải mây thứ 9 nhỏ hơn tỏa trên nóc điện. Theo nhiều quan niệm thì bức ảnh thể hiện hình tượng 8 vị vua nhà Lý Bát Đế Vân Du, dải mây nhỏ thứ 9 tượng trưng cho vị vua nữ Lý Chiêu Hoàng. Trong ánh sáng ngược thì 8 đám mây với hình khối như rồng lượn trên mái cong là một bố cục, nó là một sự ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng mà đương nhiên, dù có đúng các dải mây là vị vua đang vân du hay không thì cũng là một cái sự trùng hợp khó giải thích về mặt tâm linh mà chúng ta cũng nên tin theo để làm gì. Chỉ để cho chúng ta có một niềm tin mà thôi. Đền Đô thì đã được nhà nước Việt Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa theo quyết định số 154 của Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 25 tháng 1 năm 1991. Năm 2014, nơi đây cùng với khu lăng mộ các vua nhà Lý đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.